Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video này em giới thiệu cho các bác một cái đầu CD DVD của hãng Panasonic, siêu mỏng luôn, mỏng chỉ có 4,5 cm thôi nhé. Đấy, rất mỏng luôn. Những dòng DVD này thì nó không ken đĩa đâu các nhé, đọc đĩa rất là tốt luôn. Đấy, dòng đời mới thôi. Phía dưới là một cái Omni xuất châu Âu đa cổ điện của hãng Thần Ông. Dòng này dòng có chế độ 5 cây Sitte các bác nhé, 5 cây Stereo. Đấy, chỉnh bass check đầy đủ, bass check cộng trừ 12. Phụ kiện kèm theo cho các bác có điều khiển để các bác chuyển kênh, tắt mở to nhỏ Omni. Với cái Omni Đờ Lông này thì hai cái sản phẩm này em bao giá đều bao ship hết các bác nhé. Omni Đờ Lông em bán với giá 2.500.000 đồng, chạy điện 220 này. Còn đầu Panasonic là hàng nội địa Nhật, điện 100V, giá 850.000 đồng. Tất cả đều hôm nay em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác. Nội thất bên trong thì toàn tụ của Nichicon và đây là của Eola các bác nhé, toàn tụ danh của tên tuổi các bác nhé. Đây, Eola rồi các cái tụ nhỏ vàng này, Nichicon hết này. Những cái dòng này thì em bao zin, đọc đĩa tốt, không kén đĩa, cái dòng đời mới này, chẳng bao giờ nó kén đĩa cả. Xuất vào năm 2007 các bác, điện 100V này, Panasonic này. Ở đây thì sẽ có đường out ra này, đây các bác này, đường tín hiệu ra của CD này, DVD này, và cả đường out của đường quang nữa này. Còn đây là đường hình, chỗ vàng là đường hình. Giá chỉ có 850.000 đồng, bao ship, đọc đĩa tốt. Đây là đĩa CD. Còn đây em sẽ test thử cho các bác một cái đĩa DVD. Đây, đĩa DVD. Đây, mắt đọc rất tốt luôn các bác nhé. Đấy, đĩa DVD. Đấy. Lời đầu tiên không biết nói gì hơn, thay mặt cho các liệt anh liệt chị, cũng nhân dịp đầu xuân năm mới, xin gửi tới. Ở đây, các bác nhìn thấy nó toàn tiếng Nhật đây này. Đấy, toàn tiếng Nhật đây. Nhưng mà có ký hiệu đây nhé, stop này, tạm dừng này, play này. Và đây là đĩa da các bác nhé, bật tắt nguồn, toàn tiếng Nhật thôi. Đấy. Cơ ra vào nhanh như tên lửa, đọc mắt rất tốt và nhanh này. Đấy. Em đang kết nối với cái âm ly phía dưới rồi các bác nhé. Đấy. Rồi, giá chỉ có 850.000 đồng, bao ship toàn quốc luôn cho các bác. Và tiếp dưới em sẽ giới thiệu cho các bác một con âm ly, những dòng DVD này các bác ạ. Đây, mắt để thế này nó vẫn đọc bình thường này, mắt đọc rất tốt luôn các bác nhé. Đấy, chẳng thấy vấp vùng gì cả. Đây, cổng TV rẻ mã, em sẽ cởi cái nắp ra. Nắp máy các bác có thể thấy mắt rất, cái nắp máy rất đẹp và mới này. Với cái dòng âm ly 5 kênh này thì các bác nhé, 5 kênh nó sẽ đánh 10 con sò sa ken 1 vít này. Đấy, 10 sò sa ken 1 vít. Đánh chế độ on Sitte hết các bác nhé. Đấy, các bác có thể đấu cùng lúc 5 chiếc loa vào đây. Đấy. Cái bo rẻ mã 24 bit của âm ly đây các bác nhé. Đấy. Đờ Lông điện 115 230V, ở đây sẽ có một cần gạt này. Em đã đi chuyển sang 230V rồi, các bác sử cắm điện 220 ok hết. 230W này, lắp ráp tại Korea Hàn Quốc này. Với trở kháng ghép loa này từ 6 đến 16 ohm. Đấy. Ở đây thì em đang đấu cổ loa A. Ở đây sẽ có hai cổng rẻ mã quang, 1 và 2 các bác nhá. Một là cổng CD, à cổng DVD. À xin lỗi. Một là cổng TV các bác nhá. Cổng TV dễ nhớ. Đấy. Ở đây đặc biệt vẫn có đường real này các bác nhá. Đấy, đường real này nó sẽ xuất tín hiệu đường quang analog sang âm ly khác. Giờ em sẽ test luôn cho các bác này. Đấy. Thì em sẽ lấy cái đường tín hiệu này. Các bác lấy cái đường tín hiệu này đấu sang đẩy hoặc sang âm ly khác đều được. Đấy. Đấy.
test luôn cho các bác 5 đường loa ra này. Đấy, cầu loa A này. Đấy. Và các bác đánh thêm một cặp surround đây nữa ở tất cả các chế độ on city hết các bác nhé. Đấy. Xem phía trước đã chuyển về on city chưa. Đây đang ở chế độ stereo này. Đấy, các bác xoay cái núm tròn này để cái chế độ 5 cây stereo này. Đấy. Có chế độ 5 cây stereo các bác nhé. Đấy. Với cái đường loa chính A này, các bác có thể chơi những dòng loa bass 25 trở lại, ghép thêm vang karaoke gia đình trong tầm giá cũng khá là tốt luôn. Đấy, các bác về nhà xoáy nhé, xoáy cái này ra này. Đấy. Xoáy ra nhét vào khe này giúp em. Chế độ 5 kênh stereo cổng TV, mặt nhôm màu vàng chanh, âm ly có kích thước chiều ngang 43,5 cm, chiều cao 17, chiều sâu 40, giá 2.500.000 đồng, giá trên đã bao gồm cả phí vận chuyển cho các bác. Đấy, mặt nhôm màu vàng chanh, đây là cho khu vực chuẩn tín hiệu đầu vào, khu vực chuẩn tín hiệu đầu vào này, bật tắt nguồn này. Đấy. Ở đây là cầu loa A hoặc cầu loa B này. À, chỗ này khu vực input là chọn chuyển sang chế độ analog hay là digital. Đấy. TV optical. Ở đây là khu vực tông, khu vực chỉnh bass jack này, tông này. Các bác ấn vào tông control và xoay đúng này. Cộng trừ 12. Đấy. Tiếp tục cả jack. Đấy. Ở đây là surround mode là cái chế độ gọi là chuyển các tín hiệu âm thanh ở có chế độ stereo, nghe nhạc hay kênh thông thường này. Ngoài ra thì chế độ 5 cây sitte. Đây này hỏi khi này 5 loa sẽ hoạt động các nhá. Đấy. Còn về hình thức của mi thì nó có xước một cái vài cái phe phẩy thôi các bác nhé, xước như vết xước những sợi tóc các bạn. Đây. Hàng châu Âu về thì cũng khó tránh được những cái vết chảy xước nhỏ nhẹ như này các bác nhé. Đây là vết xước nó rất nó không thật sự nó cũng đáng chẳng đáng để ý lắm gì. Đấy, những cái nhiều cái mi về nó cũng bị móp rất xấu cơ, nhưng mà như thế này cũng còn khá đẹp thôi, giá chỉ có 2.500.000 bao ship thôi. Đấy, các bác nhé. Đấy. Đấy, các bác mua hàng liên hệ cho em qua số thoại 0961 22 535. Cái mi đầu lông này còn một chút vấn đề nữa là cái phần tuner này các bác nhé. Tuner này thì nó có tiếng sôi, nó bắt sóng hơi kém này. Đấy. Tuner thì bắt sóng hơi kém. Tuner FM AM các bác nhé. Đấy. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.